Sáng thế ký chương 12. Abraham được Chúa chọn. Chúa bảo Abraham con hãy rời bỏ quê hương, dân con và nhà cha con để đi đến xứ ta sẽ chỉ cho. Ta sẽ làm cho con thành một nước lớn. Ta sẽ ban phước lành cho con và làm nổi danh con, và con sẽ thành một nguồn phước. Ta sẽ ban phước lành cho ai chúc phước con và rủa xà cho kẻ nào nguyền rủa con tất cả các dân tộc trên thế giới sẽ nhờ con mà được phước. Abraham di cư qua Canaan. Abraham đi đúng theo lời Chúa truyền bảo. Lot cùng đi với ông. Abraham được 75 tuổi khi ông rời bỏ Charan. Abraham đem Sarai vợ mình, Lot cháu mình, tất cả tài sản ông tạo được và các tôi tớ ông đã có được ở Charan ra đi. Và đến xứ Canaan. Abraham đi qua trong xứ đến tận thành Sichem tại cây sồi của More dân Canaan đang ở tại đó. Chúa hiện ra nói với Abraham: Ta sẽ ban cho dòng giống con đất nước này. Tại đây Abraham lập một bàn thờ Chúa đấng đã hiện ra với ông. Từ đó Abraham đến vùng đồi núi ở phía đông Tên và hạ trại ở đó ông lập một bàn thờ tại đó bê tên ở phía tây và ahi ở phía đông và ông cầu khẩn danh chúa abram tiếp tục di chuyển tiến xuống phía nam xứ à, này bị nạn đói Abraham xuống ai cập kiều ngụ vì nạn đói rất trầm trọng khi sắp vào ai cập Abraham nói với sarai vợ mình anh biết em là người đàn bà đẹp khi người ai cập thấy em họ sẽ nói đấy là vợ nó rồi họ sẽ giết anh và để em sống Xin em hãy nói Em là em gái anh Để vì cớ em Mà họ đối xử tốt với anh Và để anh khỏi mất mạng vì em Áp giam vào Ai Cập Dân Ai Cập thấy người đàn bà này Rất đẹp Các quan lớn trong triều đình của Pharaon Cũng thấy Sarai và Tượng Ca Trước Pharaon Nên nàng bị đem vào cung Pharaon Vì Sarai vua biệt đại Áp giam. Ban thưởng nhiều chiên bò nửa và cả nô lệ nam nữ nữa. Nhưng vì cớ Sarai và Abraham, Chúa trừng phạt Pharaon và hoàng tộc Ai cập, làm cho họ bị bệnh dịch trầm trọng. Pharaon gọi Abraham vào và nói: Nhà ngươi làm gì cho ta vậy? Sao không nói cho ta biết Sarai là vợ ngươi? Sao lại bỏ nàng là em gái ngươi để ta đã lấy nàng làm vợ? Vậy bây giờ vợ ngươi đây hãy dẫn nàng đi đi vua sai quần thần đưa abraham vợ người và tất cả tài sản đi